đối thủ tiếp theo của AS Roma tại giải vô địch quốc gia Italia. Đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng đối với AS Roma, nhất là trong giai đoạn họ đang cần điểm để cạnh tranh cho một vị trí trong nhóm dự Champions League. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với bài phân tích soi kèo nhà cái châu Á AS Roma gặp Napoli tại vòng 28 giải vô địch quốc gia Italia. Thời gian diễn ra vào 2 giờ 45 ngày 22 tháng 3 năm 2021 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stadio Olimpico. Trong 10 lần gần nhất AS Roma và Napoli có dịp đụng độ nhau, sự nhỉnh hơn đôi chút về thành tích đối đầu đang được các vị khách thiết lập với đội chủ nhà. Cụ thể, Napoli đã có tới 5 chiến thắng trước đối thủ và mới bị AS Roma đánh bại 4 lần. Nhận định bóng đá AS Roma gặp Napoli, phong độ của AS Roma 5 trận gần nhất, trải qua 26 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Italia, AS Roma đã tích lũy được tổng cộng 50 điểm. Qua đó, đội bóng tạm thời giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Số điểm trung bình mà AS Roma giành được trong 5 trận đấu gần nhất ra sân vị thế chủ nhà lên tới 2,4 điểm mỗi trận. Thành tích thực tế của đội bóng này là 4 thắng và 1 thua. Phong độ của Napoli 5 trận gần nhất. Phía bên kia chiến tuyến, Napoli đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 47 điểm có trong tay. Trong 5 lần gần nhất phải thi đấu xa sân nhà San Paolo, Napoli không thể có một lần giành chiến thắng. Họ hòa 1 trận và đã thua đến 4 trận. Bình quân mỗi trận, đội bóng này kiếm được 0,2 điểm. Soi kèo tài xỉu bóng đá AS Roma gặp Napoli, tỷ lệ kèo tài xỉu, mức kèo tài xỉu hiệp 1 nhà cái đưa ra là 1,25 trái. Theo đó, người chơi cược tài sẽ ăn cược là 1,07 nếu ra tài và ăn xỉu với mức 0,70 nếu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu cả trận nhà cái đưa ra là 2,75 trái. Theo đó, người chơi cược tài sẽ ăn mức 0,85 nếu ra tài và ăn xỉu với mức 0,98 ra xỉu. Thống kê cho thấy trong 5 trận vừa qua, AS Roma đã có 4 trận ra tài và 1 trận ra xỉu. Trong khi đó, ở 5 trận gần nhất, số trận ra tài và trận ra xỉu của Napoli lần lượt là 4 và 1. Hiện tại, số bàn thắng thua của AS Roma đang là dương 13. Cụ thể, số bàn thắng và số bàn thua thực tế của đội bóng này là 51 bàn và 38 bàn. Bên kia chiến tuyến, hàng công của Napoli đã đóng góp được tới 55 pha lập công, cùng với đó, hàng thủ mới để lọt lưới 29 lần. Với những thống kê trên cùng các thành tích gần đây của hai đội, dự đoán chọn cửa tài 2,75 cả trận là lựa chọn đúng đắn. Tại 5 trận đấu gần nhất, phong độ thi đấu thăng hoa vẫn được các đôi chân của AS Roma duy trì. Đội bóng thủ đô đã giành được tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Ở chiều ngược lại, Napoli cũng đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng. Các vị khách sở hữu được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận sau 5 lượt đấu vừa qua. Tỷ lệ đặt cược cho kèo nhà cái châu Âu trong trận này là 2,35, 3,45, 2,80. Các tỷ lệ này lần lượt tương ứng với khả năng thắng, hòa và thua của đội chủ nhà AS Roma. Có thể thấy, mỗi đội đều đang có những lợi thế riêng trước khi bước vào màn thu hùng sắp tới. Do đó, cơ hội chiến thắng trong trận đấu tới vẫn đang chia đều cho cả hai đội. Soi kèo nhà cái châu Á chọn AS Roma là đội nắm cửa trên trong trận này và chấp đội khách Napoli chỉ 0,25 trái. Nếu nhìn vào phong độ của hai đội, ta có thể cảm nhận rằng đây là một kèo chấp khá hợp lý và có lợi cho cả hai. Tuy nhiên, khi nhìn vào thành tích sân khách của Napoli, họ đang không có phong độ tốt mỗi khi xa nhà. Trong khi đó, AS Roma vẫn đang duy trì sự ổn định khi được chơi tại thánh địa của họ. Bởi vậy, theo tôi, kèo chấp này dường như đang có lợi thế nhất định dành cho cửa trên AS Roma. Với mức chấp này thì đội chủ nhà chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn là sẽ giúp người chơi thắng cược. Vì vậy, theo tôi, cửa trên AS Roma và kèo tài sẽ là sự lựa chọn dễ ăn kèo nhất. Dự đoán tỷ số trận đấu: AS Roma 2, Napoli 1.